Rồi em chào tất cả anh em nha, em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc. Này hay 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 thợ chúa các em nè anh em. Này là chúa đảo nè. Này là nhị sư huynh. Thợ quần rách của em mà hên bữa nay sao không biết bồ nhí nó cho được cái quần hết vết rồi. Em lên tiếp cho anh em một con máy, cái này là SS 70 anh em. Cái này cái khâu mà để chuẩn bị để mà test máy cho anh em coi nè. Máy này là máy nguyên zin anh em. Cáo của nó thì nó hơi xấu xấu vậy nè. Nói chung là nó xấu xấu giống em. Mà nó được có cái dễ xài anh em ơi. Cái nào xấu xấu em để ý là dường như dễ xài. Cái nào mà đẹp hơi khó xài. Phá 8 ở trong phòng độ của anh đây. Đây là thợ nhí của em. Muốn thử cho anh em một cái máy là mình phải cần đóng một cái chân gì nè để nó không lên đang mình quay. Thì để em quay vòng vòng ngoài cảnh cho vòng cho anh em coi ha. Thì cái dòng này là SS 70 nè, cái tông 80 ly. Còn dòng tua nó là 2400 anh em. Nó còn hơi xét xét vậy nè. Cái này là máy 7 nha anh em. Về cái đóng đóng chân lên. Đóng đóng cái chân vô. Để mà mình test cho bà con mình. Còn bu này nó mất cái chót rồi. Cái bu này giống cái bu mới anh em ơi. Giống cái bu mới. Cái này thì mới gắn nè. Để hồi gì nó quen nó đặt cánh chấn chạy cho bà con coi nha. Còn máy móc thì em bao nguyên zin ha. Có hai thằng thợ này bảo kê okay, thì ở đây em không có sợ. Máy móc thì một người giỏi món anh em. Còn em trai này thì nó chuyên về máy dầu. Nó chuyên về máy dầu. Đây để em quay để cho anh quay cho bà con mình coi cái này gửi hứng nó chơi luôn rồi anh em ơi. Đó. Thì ngoại hình nó lại về đây. Đồ máy đồ nó ngon lòng thơm em cũng được. Đó, bây giờ cái khâu mà test hàng thì thợ em nó kỹ nó để nó quay nó nhá hàng cho anh em coi ha. Này chưa cho nổ. Chắc hết dầu luôn rồi rồi, không có dầu rồi. Dầu rồi. Rồi bà lấy canh dầu rồi con. Canh dầu đó kìa. Khô gan luôn vậy đó hả? Khô gan luôn anh em ơi, bởi vì không biết sao chạy được luôn. Dầu này hồi con ra trước con nói mấy anh mua nha, cái dầu này nó hơi cũ rồi nha. Lúc vô test thử cho bà con mình cái rồi nữa lấy dầu khác. Em trai này là nó mới vô nha anh em. Để cho mấy anh này huấn luyện đó. Thời gian cho nó ở đây đang nó xây bánh chớn chứ khỏi còn quay anh em. Xả dầu nhóm chạy không anh? Máy nguyên zin mà phát lụm liền. Nên phát lụm liền hả? Nghi quá. Bơm lụm à? Trông nghi quá. Đang bơm. Anh đem qua bển kiếm cái nào mà có búa bự bự anh đem qua đây, nếu anh thợ làm được cho anh đập luôn cho vậy. Anh em đợi em chút nghe, em xả cái một lụm phát mà anh em ơi. Đầu chưa bóp mà. Nó xả phát mà nó không lụm em lụm nó luôn anh em. Quay máy không má nó không chạy là em lụm nó luôn đó. Khổ lắm anh em ơi, bữa nay được cái quần nó còn mới mới. À, con đem cái canh nhà trước nhờ anh nào ấy anh đi mua đi tiền đang ngồi cho mấy anh thử máy tiền chỗ Úc. Anh Nhi chuẩn bị nha, không nổ là không nó không lụm anh luôn á. Đây rồi chưa bơm gì là vô chạy đâu. Cái này em test máy nguyên bản cho anh em nghe, anh em an tâm nè, máy trên bãi về là nó vậy đó. Bơm.
mở mạnh nha tí xem. Xả dưới chưa à, anh em cái này cũng là cái kinh nghiệm để cho anh em nữa đi mua về để dành xử lý ha. Đối với cái dòng máy nhật quay mà không nghe tiếng bơm thì đừng có đè quay hoài nha anh em, quay không chảy đâu. Mình làm sao mà quay nghe nó bơm cốc cốc là nó sẽ chạy à. Đó, nó bơm cốc cốc rồi đó. Đấy, có coi nhớt chưa? Là có coi nhớt rồi nha em. Cái này là hết 70 anh em ơi. Nó tới 70 mấy nguyên bản, có cái bô thì cái bô nhìn thấy giống bô lai nha. Cái nào nó gõ với mắt cái miếng dẻ ở đây nè. Nếu có miếng dẻ. Còn máy thì nó nguyên chi vậy đó. Anh em nhìn đánh máy thì anh em cũng biết nha. Chế bát rồi. Máy rồi. Không thấy rồi chế cho khách làm mát bình xăng đúng không? Rồi tính khách 30 ngàn đi. Gì ơi, anh gắn em đụng con dây thử nó còn cháy không gì? Nhiều không đèn thử. Cái máy gì không mà gậu qua rồi nó chạy anh tới vậy đó nè. Đó. Anh em nghe cái nốt nó gầm đi chưa? Cái này là ếch ếch nha anh em, ếch ếch 70. Dòng này bơm nước một cái là tới công chuyện luôn. Cái này là bá dê nha anh em, dòng này bá dê. Thôi cái này còn đèn là còn cháy anh em ơi. Còn lửa là còn cháy rồi, không nói tiếng nào hết. Còn kiếm cháy cho, kiếm cháy kéo cho anh đi coi. Thử là còn cháy không, nó tết đèn cho bà con mình coi luôn. Vậy là bóng đèn đứt rồi anh em, bóng đèn đen đứt rồi. Cái đổ đi. Không. Bóng đèn đứt rồi. Bởi vì cái cuộn này là còn lửa nha anh em nè. Đúng không? Cái này đi. Cái này đỏ chứ. Đây đây em. Nè nè nè. Ôi trời quá này. Dạ không chạy canh đi mà lửa gì nữa anh em. Vậy anh em có mua muốn lấy bóng đèn thì về muốn đèn bỏ vô ha. Thôi kéo rồi. Rồi con này em đang bán tại cửa hàng em với cái giá là 5.4 triệu em bao ship toàn quốc ha. 5.4 triệu em bao ship toàn quốc. Quá trời cam đi nó im anh em ơi. Đó. Cái máy nguyên bản mà về là chơi thiệt cho anh em test liền tại chỗ luôn. Là rồi em tăng cái ga lại cho anh em cho nó im ái đồ, nhẹ nhàng đồ. Đó. Cân lại quay cái nhàng để cân lại có khi về không chạy cho bà con rồi sao. Quá thử rồi. Ôi nó bơm cỡ này nè anh em nè, quay nhẹ nè, 2 tua. Trời ơi, 2 tua thiệt anh em. 2 tua. Rồi bà con anh em mình có thấy cái da nó gãy một chút nè. Rồi em kiếm cái gì em nhét vô đây cho anh em dễ kéo lên xuống anh em. Cái này em sẽ chấm hàng không là làm gì nó ra cho anh em nha. Rồi cái gì cái trong máy nè anh em coi nè. Gỡ ra thấy không đây nè. Cái này anh em coi nè, cái này chùi ra nè, còn mới lắm nha anh em nè. Chứ không phải vậy đâu, này nói chung chưa có rửa gì cho anh em nè. Anh em coi nè, đó, cạo cạo nó mới vậy nè anh em, thấy không? Đó, chùi ra là máy nè mà còn ngon lắm nha anh em. Nè mặt trước nè. Cái bàn tay gánh ghê gớm lắm nha anh em ơi, khiều khiều móc móc, em thấy quét quét ra chỗ nào trắng chua đấy. Thì quá. Máy nó còn nguyên bản mà anh em. Ốc dầu này chắc cũng ít có xả gì nữa nè. Anh than thở với em, quá toàn là khách đàn ông kiếm không, không có cô nào mà kiếm hết trơn. Chết luôn anh em. Để em coi coi. Nhớt hơi xì ra đó nghe. Trời ơi anh em ơi, con ốc mà tháo ra mà gì đây, tại nhớt nó hơi cặn quá nè anh em. Nè con ốc ở trong nè anh em coi cái đầu nó nè. Hết biết rồi. Đó, đó. Bà con anh em nhìn thấy rõ ha. Rồi. À, em cũng nhân đây em cũng cảm ơn bà con rất là nhiều. Không gài ủng hộ em. Bà con cần cập nhật thông tin về máy móc vui lòng vào kênh tiệm sắt Đức Thắng đăng ký giùm em ha. Thì những cái dòng sản phẩm nào em lên thì bà con sẽ được mình sẽ có được cái thông báo mới nhất. Chào ông thợ quần gách nha ông thợ ơi. Rồi em chào anh em nha.
chết hoài sao anh em, lâu cũng phải cho lầm chút chứ. Rồi cảm ơn anh em bà con cô bác nhiều, cảm ơn ông Thảo luôn. Rồi em chào bà con cô bác chị mọi người nha. Rồi, có về cô bác gọi cho quỷ dạ là nửa đêm cũng được đó, nghe mai suốt à.